là Việt nó giải tán, anh là ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh ở an ninh quân đội thì cứ nói sơ sơ là anh nghe là anh hiểu rồi, chứ đâu có cần gì phải nói rõ. Thì tất nhiên đó là ở bên lực lượng đặc biệt nó cũng có một cái toán mình thích thì nó giao lại cho, nó lại giao lại cho bộ tổng tham mưu đấy, tại nó giao lại cho bộ tổng tham mưu thì bộ tham mưu á, đưa lệnh ra đó là bốn vùng chiến thuật, ai muốn chọn ở đâu thì đi đó. Cho nên á, tôi chọn về về cái vùng cao nguyên cũng gần gần nhà tôi, tại vì tôi chọn về nhà tôi thì không được, nó lại không tốt những cái đơn vị tác chiến, cho nên á, tôi chọn về sư đoàn 53 của mình. Mà tới lúc mà tôi vô trong sư đoàn 53 của mình, tôi làm ở trong đó đâu có chỉ một hai tuần gì đó là nó bổ sung tôi ra, tại vì tôi có bằng mà, tôi có bằng trường tin, bằng điện chính viên đó. Tôi đi ra ngoài tôi đi thầy toán là tôi phải biết hết tất cả những cái, sử dụng hết tất cả các loại máy. Và trong người tôi đó, lúc nào tôi cũng gài niềm tin hết đó, anh Bác Việt. Anh biết đó, nó gắn giống như ở trên cái hũ của mình đó, thì nó có hai cái mình mỏng lắm, nó có cái keo để nó gắn vô, xong nó có sợi dây anh mang ở trong bụng. Mà nếu như mà trường hợp mà anh bị lộ đó, mà anh bị Việt Cộng mà nó bắt được anh mà nó khai thác anh đó, là kể như là cuộc đời anh tan tành rồi. Thành thử ra tốt hơn hết là tự vận, bấm nút một cái là vô mặt tin là kể như là chết xong, thà là chết chứ không bao giờ đi khai. Ôm a Việt Cộng mà nó khai thác mình, nó muốn mình trù dập mình, nó có nước dập mề mình luôn. Anh Bắc Việt thì anh ở bên kia anh quân đội là anh quá thật những cái vụ này rồi, nhưng anh Bắc Việt khi mà tôi đi ra trung đoàn 45 bộ binh thì anh biết là tôi cũng đụng trận ở gần ở Quảng Đức nè, rồi ở gần biên giới nè, ngã ba Tam Giác đó, vùng Campuchia nè. Lúc đó thì có tụi biệt động quân, gọi là biệt động quân tham kích đó. Anh biết việc bên biệt động quân đó thì nó có nhiều loại biệt động quân, giống như ông nội Giang Hồ Sát Cộng nè, biệt động quân trinh sát, biệt động quân sát thủ, đủ thứ hết trơn đó. Đó, tại vì tụi tôi đó là yểm trợ cho tụi nó nằm ở vòng đai ở biên giới, mà nó bị biệt động quân pháo kích bắn quát, nó là chết luôn cả đại đội chứ không